chuẩn bị để rời Ceylon lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi cần hai thứ, tiền và một hộ chiếu. Nhưng vì tôi là một tu sĩ, không có chứng từ thu nhập, tôi không thể lấy được hộ chiếu. Chỉ những người có đóng thuế thu nhập mới có thể nộp đơn xin hộ chiếu cho bản thân họ. Vì thế, vị giám hiệu trường truyền giáo đã nhờ một ân nhân giàu có, một người đã đóng rất nhiều tiền thuế làm người bảo trợ cho tôi. Ông đã ký những giấy tờ cần thiết, và tôi được người ta cấp cho một thứ gọi là công văn khẩn. Như thế là tôi được quyền đến và đi khỏi Ceylon trong thời hạn hai năm. Tôi biết rằng hội Mahabodhi sẽ trả tiền tàu cho tôi đến Ấn Độ. Dù đó là điều tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy tôi cũng cần có một ít tiền dằn túi khi đặt chân đến Ấn Độ, để có thể được tự lập chút đỉnh. Nhưng một nhà sư mà đi xin tiền người khác thì không tiện lắm. Vì thế tôi đến chùa Yakala, nơi tôi đã sống một thời gian, để hỏi ý kiến Đại Đức, Kandajoti. Gun, ông nói, gọi tôi một cách thân mật Đừng khờ vậy, sư là tu sĩ, mọi người đều biết sư không có tiền, và mọi người đều biết sư phải cần một ít tiền trong chuyến đi này. Ông giúp tôi viết một lá thư, nói về chuyến đi của tôi và những thứ tôi cần cho chuyến đi đó. Ông cho in ra 700 tờ copy. Tôi phân phát một ít tận tay người nhận và gửi phần lớn qua đường bưu điện. Khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, tôi nhận được 200 rupee, khoảng 60 đô la, là một khoản tiền khấm khá vào thời điểm đó. Mẹ tôi cũng cho một rupee và cha tôi cho năm, em gái tôi cho hai rupee và sư phụ của tôi gửi năm rupee từ tiền cúng dường mà ông nhận được của các cư sĩ ở chùa ông. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu ở ga xe lửa Colombo vào ngày 15 tháng 1 năm 1955. Không có ai trong gia đình tôi có thể đi hơn trăm cây số đến tiễn đưa tôi. Nhưng sư phụ của tôi đã cùng đáp xe lửa đi với tôi tới Colombo. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi chỉ còn lại một mình. Tuy nhiên tôi không sợ hãi tôi rất phấn khích được bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình. Cuối cùng thì chân trời cũng mở rộng trước mắt tôi. Dù lúc ấy tôi khó có thể tưởng tượng ra trước, nhưng năm 75 tuổi tôi đã đi hoàng pháp trên sáu lục địa. Ở Colombo, tôi gặp được những người đồng hành là một nhóm Phật tử hành hương trên đường đến các thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ. Chúng tôi đáp xe lửa qua đêm đến một thành phố gọi là Calaimaner ở tận phía bắc của Ceylon. Ở đó chúng tôi lên một chiếc và để vượt qua 22 dặm đường biển. Đó là lần đầu tiên tôi ở trên một chiếc tàu lớn như vậy và không kể những kinh nghiệm suýt chết đuối của tôi tôi không hề cảm thấy lo sợ chút nào chỉ một tiếng đồng hồ sau là chúng tôi đã đến ấn độ tàu đổ bến ở mandapam một thành phố ở bờ phía nam của quần đảo ấn độ địa phận đó của ấn độ giống như một sa mạc không cây cối chỉ có đất khô cằn và ánh nắng mặt trời rực lửa chúng tôi lại lên một chuyến xe lửa khác trên xe lửa, chúng tôi được ăn xôi gói bằng lá chuối. Khi chúng tôi vứt lá chuối ra ngoài cửa sổ, một số người ăn mày chạy đến nhặt lá chuối dưới đất lên và liếm láp đến những hộp nếp cuối cùng. Dù những ngôi làng nhỏ ở Ceylon chắc chắn là không được giàu có, nhưng ở đây rõ ràng là sự nghèo khổ còn tồi tệ hơn tất cả những gì tôi đã chứng kiến. Trưa hôm sau chúng tôi đến Madras, trên bờ biển phía đông của Ấn Độ. Chương trình của tôi dự định là nghỉ ngơi một tuần và làm quen với Ấn Độ trước khi đến ngôi chùa mà tôi được gửi đến. Đại đức Batu Vangala Chinananda, hội trưởng của hội Mahabodhi ở Madras, đón tôi tại nhà ga xe lửa. Ông và các vị tăng đi theo đoàn nói tiếng Tamil nên chúng tôi có thể trao đổi chuyện trò tôi trải qua một tuần lễ thư thả viếng thăm các chùa và hội thần học một trung tâm độc lập chuyên nghiên cứu việc giảng dạy các tôn giáo khác nhau chẳng bao lâu thì đã đến lúc tôi phải đi sanchi là nhiệm sở đầu tiên của tôi sanchi thuộc bang bhopal của ấn độ ở giữa delhi và bombay bảy giờ tối hôm đó tôi lên xe lửa ở Madras, hơn 24 giờ sau, sau khi xuyên qua gần nửa lãnh địa Ấn Độ, tôi đến được Sanchi. Tôi là người duy nhất xuống ga xe lửa ở một chấm ly ti trên bản đồ. Nhà ga không có thềm để lên xuống. Tôi bước xuống xe lửa và chân tôi chạm ngay xuống đất cạnh đường ray. Khi xe lửa chuyển bánh đi tiếp, một người đàn ông mặc đồng phục tiến đến bên tôi Tôi đoán ông là trưởng trạm xe lửa. Đã gần nửa đêm, trời lạnh và tối đen. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Ceylon tôi mới cảm thấy sợ chết được. Tôi không hiểu người trưởng trạm xe lửa nói gì. Mặc dù đã học tiếng Ấn Độ ba năm ở Ceylon, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe một người bản xứ nói tiếng Ấn Độ. Cuối cùng bằng thứ tiếng Anh lõm bõm, mà tôi hy vọng là vị trưởng trạm xe lửa có thể hiểu. Tôi nói với ông là tôi đến để sống ở ngôi chùa tại San Chi. Hình như điều đó khiến người kia hiểu tôi. Cũng bằng thứ tiếng Anh tồi tệ như tôi. Ông nói là chùa ở cách đây khoảng hơn một cây số trên đồi cao và chỉ có điên mới đi đến đó đêm nay ông khuyên tôi nên qua đêm ở nhà ga rồi mai hãy đi đêm đó lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy lạnh một cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với một thanh niên đã sống gần trọn cuộc đời trong khí hậu nhiệt đới của ceylon nhưng tháng giêng ở miền trung ấn độ thật khó có thể coi là nhiệt đới cũng may là các vị sư ở madras đã tặng tôi một chiếc túi ngủ mỏng tôi trải nó trên sàn nhà ga xe lửa rồi chui vào bên trong suốt đêm tôi không ngủ được chút nào phần gì lo sợ nhưng phần lớn là vì cái lạnh thấu xương sáng hôm sau ông trưởng trạm sai người khiêng hành lý theo tôi lên chùa chúng tôi đi bộ khoảng một dặm rồi bắt đầu leo lên một ngọn đồi lớn Cuộc leo đồi kéo dài khoảng 30 phút, men theo một lối mòn quanh co. Tới đỉnh rồi, chúng tôi bước vào khuôn viên chùa, được bao bọc bởi những bức tường bằng đá cao. Dọc theo tường, mỗi 10 thước hay khoảng đó là những cây cột xi măng với những cái đĩa tròn ở phía trên cột, trông giống như những cây dù, gợi nhớ đến những cây dù trang trí trên các chùa. Bên trong khuôn viên là một khoảng sân làm bằng đá mô sắc rất đẹp. Một cầu thang ngắn dẫn lên chánh điện, nơi có hai phòng đối mặt nhau. Chánh điện mát mẻ không có cửa sổ với một sàn nhà láng bóng. Cuối cùng tôi có thể thấy một bàn thờ với một tượng Phật uy nghiêm trong tư thế tọa thiền. Tượng được làm bằng đá trắng, và chỉ có một ngọn đèn cầy trắng được đốt dưới chân tượng. Tôi tràn ngập hân hoan được có mặt ở đây. Cuộc đời tôi với tư cách là một vị thầy truyền giáo Phật giáo, bắt đầu ở một nơi rất hẻo lánh này. Ngôi chùa ở Sanchi này được tạo dựng từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên khi vua Asoka, một Phật tử Ấn Độ thuần thành, đã gửi con trai và con gái ông Mahinda và Hamita làm những người truyền giáo mang Phật giáo đến Ceylon. Trước khi họ rời Ấn Độ, Mahinda và Hamita đã đến thăm viếng thân mẫu của họ, đang sống trong một ni viện Phật giáo trong khuôn viên chùa Sanchi. Vào cuối thế kỷ thứ 19, những nhà khảo cổ học người Anh đã khai quật khu vực Sanchi, khám phá ra một số tháp trang hoàng đẹp đẽ dùng chứa hài cốt người chết, phần nhiều là các mảnh xương tìm thấy được sau khi hỏa táng. Các câu ghi khắc trên tháp cho biết đây là xá lợi của Phật và hai trong số những đệ tử lớn của ngài, xá lợi Phật và một kiền liên. Đến năm 1941, những xá lợi này bị chính phủ Anh chiếm đoạt đem trưng bày ở Bảo tàng diện Victoria và Albert ở London. Khi người Anh quyết định trả lại các báu vật này, các xá lợi được chia ra làm ba phần. Một phần ba được gửi đến Buma, một phần ba đến Vidya Lankara, Pirivena, trường Phật học mà tôi từng theo học. Và phần ba cuối cùng được gửi về Sanchi. Ở đó, hội Mahabodhi đã xây thêm một ngôi chùa để thờ những xá lợi linh thiêng này. Ngôi chùa sau được hoàn thành năm 1954 và Đại Đức Hedigale Panatissa được chọn làm trụ trì ở đó. Một năm sau, năm 1955, tôi được gửi đến để phụ tá Đại Đức Panatissa ở Sanchi tôi làm thư ký cho ông suốt năm năm, và không thể mong đợi một công việc nào tốt hơn thế. Chương 11 Xá lợi Phật và Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngay khi vừa đến chùa Sanchi, tôi sang đảnh lễ Đại Đức Panatisa tôi có rất nhiều quà để trao lại cho Đại Đức. Những thứ tôi đã mang giúp cho thân hữu của Đại Đức ở Ceylon và của hội Mahabodhi. Tôi cũng trình cho Đại Đức xem một bàn máy đánh chữ do Phật tử cúng dường, để tôi có thể thực hiện bổn phận người thư ký, đánh máy những lá thư bằng tiếng Anh cho ông. Đại Đức Panatisa rất vui lòng nhưng có điều, ông không biết là tiếng Anh của tôi còn rất yếu và tôi chưa từng sử dụng bàn máy đánh chữ bao giờ. Cuộc sống ở San Chi rất dễ chịu và bình lặng, rất ít người có thể trèo lên đồi thăm chùa, vì thế nơi đây yên tĩnh hơn nhiều so với những ngôi chùa ở làng mà tôi biết. Vì không có dân làng sống gần bên để cúng dường thực phẩm, hội Mahabodhi phải mướn người nấu ăn cho đại đức Panatisa và tôi. Còn có thêm một người đàn ông lo chuyện dọn dẹp và xách nước cho chúng tôi. Anh ta phải gánh từng thùng nước từ giếng dưới chân đồi. Vì có các xá lợi thiêng liêng được thờ ở Sanchi Chính quyền Ấn Độ đã cử nhân viên cảnh sát phải túc trực ở đó suốt 24 giờ một ngày. Những người bảo vệ này làm việc theo ca, 8 tiếng một ngày. Họ thường ngồi đó trò chuyện với khách giảng lai hay với chúng tôi khi chúng tôi có thời gian. Vào mùa hè, xanh chi rất nóng. Nóng đến nỗi bạn gần như không thể thở được. Trong ngày nhiệt độ có thể lên đến 120 độ Fahrenheit. Chú thích của người dịch khoảng bằng 48 độ Celsius. Trong ngày tôi thường tỏa thiền trong nội điện, ngồi trên một chiếc khăn lông ướt trải trên nền xi măng. Đến 7 giờ chiều, tôi mang giường ngủ ra ngoài trời. Đó là một khung giường bằng gỗ đơn sơ gọi là carpet nghĩa đen là bốn chân với những sợi dây đang trên mặt giường và một tấm chiếu mỏng trải lên trên tôi ngồi hàng giờ trên giường tọa thiền trong không khí buổi chiều mát mẻ thực tập chánh niệm hơi thở như tôi vẫn thường làm trước khi ngủ kể từ khi tôi bắt đầu tu thiền rồi tôi ngủ đi ở ngoài trời như thế điện thờ các xá lợi ở phía dưới chánh điện một cánh cửa nhỏ về phía bên phải của bàn thờ dẫn xuống những cầu thang hẹp đến một căn phòng tối khoảng ba thước vuông một bên tường có một cửa dẫn đến một phòng khác nhỏ hơn giống như một ngôi mộ một tủ lớn bằng thiết để giữa phòng tủ có ba ngăn mỗi ngăn đựng một bộ xá lợi bên trong các ngăn tủ được lót vải trắng và có những nắp bằng kiến bên trong các xá lợi được đựng trong những chiếc tách tròn nhỏ bằng bạc chiếc tách đựng xá lợi phật lớn hơn mấy chiếc tách đựng xá lợi của hai vị đệ tử của ngài các ngăn kéo này được khóa hai lớp cũng như là mấy cánh cửa đi vào phòng chứa xá lợi có ba người giữ chìa khóa vị tổng thư ký của hội mahabodhi thống đốc bang bhopal và vị sư trụ trì chùa nhưng không có ai trong ba người này có đủ bộ chìa khóa cho tất cả các ổ khóa do đó có thể mở cửa tất cả các cửa dẫn đến nơi chứa xá lợi cả ba người này đều phải có mặt hai viên cảnh sát cũng luôn luôn có mặt ở đó mỗi năm một lần vào ngày phật đản rằm tháng năm các ngăn tủ chứa xá lợi được mở ra và đưa lên chánh điện. Những đoàn người hành hương được phép sắp hàng đi ngang qua các ngăn tủ. Rất nhiều người đảnh lễ các xá lợi. Mặc dù là trụ trì của Sanchi, Đại đức Panatisa chỉ sống ở đó giữa các tháng 11 và tháng 2. Thời gian còn lại trong năm, ông sống ở Ceylon và khi ông vắng mặt, tôi là người quản lý ở đó bổn phận của tôi bao gồm tiếp khách hành các buổi lễ sáng chiều trả tiền công thợ và đánh các báo cáo cho hội mahabodhi ở ceylon tôi đã tự học đánh máy với một quyển sách dạy thực hành đánh máy viết tay mà ai đó đã cho mượn tôi nghĩ là tôi khá giỏi cho đến một ngày đại đức panatisa yêu cầu tôi đánh một lá thư quan trọng gửi cho thư ký hội Mahabodhi, ông đọc bằng tiếng Sinhala và tôi dịch sang thứ tiếng Anh yếu kém của mình. Với bài dịch đặt kế bên bàn máy, tôi đánh lá thư, không cần nhìn các mặt chữ. Tôi còn trẻ và quá tự tin. Tôi đánh xong lá thư, vẫn không coi lại và đưa nó cho đại đức Panatissa ký. Ông nhìn qua những dòng chữ lạ lẫm, tưởng rằng nó chứa đựng những điều ông vừa đọc. Ký tên và lá thư được gửi đi. Ba tuần sau, chúng tôi nhận được một lá thư từ người thư ký ở Colombo. Ông kèm theo lá thư của tôi, mà giờ khi nhìn kỹ lại, thì nó giống như vẽ bùa cả đối với tôi tôi không hiểu một chữ trong lá thư này. Ông viết bằng tiếng Sinhala cho Đại Đức Panatisa. Sư định nói gì đây? Đại Đức Panatisa khá giận. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Rồi đánh máy lại lá thư. Lần này, cẩn thận đặt các ngón tay của tôi vào đúng các chữ và đọc lại lá thư lần cuối trước khi gửi sau đó tôi không còn tự mãn về khả năng đánh máy của mình nữa. Dù còn có một lần nữa, sự cao ngạo của tuổi trẻ lại làm khổ tôi. Vị tổng thư ký của hội Mahabodhi đã đến giếng Sanchi. Hai ngày sau đó tôi nhận được lời nhắn từ vị hiệu trưởng của một trường đại học gần đó. Rõ ràng là vị tổng thư ký đã viếng thăm trường đại học sau khi rời San Chi và để quên lại đó một gói đồ, ông nhờ vị hiệu trưởng gọi tôi đến lấy gói đồ và gửi đi ta. Tôi cảm thấy rất bực. Tại sao tôi phải đi tận xuống đồi để mang gói đồ đi gửi cho người thư ký? Tại sao ông hiệu trưởng không tự mình làm chuyện đó? Tôi giận dữ viết một lá thư gửi cho vị hiệu trưởng. Vì ông ta đã để lại gói đồ chỗ ông. Sao ông không đi gửi? Tôi viết, có một bưu điện, chỉ cách trường một con đường, ông đến đó dễ hơn tôi nhiều. Mười ngày sau, vị hiệu trưởng lại gửi cho tôi một lời nhắn khác, lặp lại yêu cầu của ông. Tôi lờ đi, và mười ngày sau nữa lời nhắn thứ ba lại đến, cuối cùng tôi đi xuống đồi để nhận gói đồ, nhưng tôi càng nhằn suốt dọc đường đi, khi gửi đi tôi để giành lại biên lai mà vị thư ký sẽ cần để hoàn tiền trả lại cho tôi khi gói đồ đã đến bưu điện ở Ta, người thư ký viết thư cho tôi hỏi về biên lai gửi đồ tôi gửi biên lai cho ông cùng với những dòng chữ giận dữ cuối cùng khi người thư ký mở gói đồ ra một tháng sau khi ông đã đóng gói nó một mùi hôi thối khủng khiếp bay ra cái đồ có chứa đồ ăn, mà vì những sự chậm trễ của tôi, đồ ăn đã mốt rửa. Giờ thì tới phiên ông ta gửi cho tôi một lá thư giận dữ. Sư nổi sân vì một việc nhỏ mà tôi nhờ sư làm. Ông viết, rồi sư còn gửi cho tôi một lá thư trách móc. Nếu sư muốn tiếp tục làm việc cho hội Mahabodhi, tôi khuyên sư nên kềm chế tính khí của mình sân nộ là một trong những uế nhiễm khó đối trị nhất tôi biết điều đó từ chính kinh nghiệm bản thân khi tôi còn là một tu sĩ trẻ ở ceylon tôi đã giảng nhiều bài pháp về sân nộ và phương cách để chế ngự nó dù rằng sự sân hận của chính tôi cũng khiến tôi nhiều lần mất tự chủ tôi gọi đó là sự sân hận của tôi. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Sân hận chế ngự, lấn ác tâm tôi, và tôi để nó làm như thế. Mặc dù rõ ràng, nó làm tôi cảm thấy rất khổ sở. Khi giận dữ, tôi cảm thấy đau trong ngực và nóng trong bao tử. Mắt tôi nhòe đi, sự suy nghĩ của tôi không rõ ràng, và những lời cộc càng thô lỗ được thốt ra từ miệng tôi. Khi bình tĩnh lại, lúc nào tôi cũng có cảm giác xấu hổ, điên rồ. Lúc đó, tôi quán chiếu những lời Đức Phật dạy về sân hận. Ta cần buông bỏ sân hận, kiêu mạn và chế ngự mọi kiếp sử. Người không bám víu vào tâm hay thân biết buông xả thì không thể khổ đau người biết kềm chế sự phát sinh của sân hận giống như người đánh xe biết kềm chế con ngựa của mình người đó ta gọi đúng là người biết cầm cương có một câu chuyện rất nổi tiếng từ tạng kinh phật giáo minh chứng cho ta thấy sự khéo léo của đức phật khi đối phó với sân hận. Một ngày, một người Bà La Môn thuộc dòng quý tộc và thế lực đến gặp Đức Phật. Vị Bà La Môn này có một tánh khí nóng nảy và thường cãi cọ với mọi người. Ngay chính như khi người khác bị hại mà không tỏ vẻ giận dữ, ông cũng không bằng lòng. Vì thế, khi ông nghe rằng Đức Phật chẳng bao giờ nổi giận, ông quyết định đến thử ngài người bà la môn đi đến gặp đức phật và tuôn ra những tràng chửi rủa đức phật lắng nghe một cách bình tĩnh trong im lặng khi người bà la môn cuối cùng ngưng chửi và chờ đợi phản ứng của đức phật lúc đó đức phật bình tĩnh hỏi ông ông có gia đình hay bạn bè không dĩ nhiên rồi vị bà la môn trả lời tại sao Ông có thăm viếng họ thường xuyên không?" Đức Phật hỏi, "Có." Người Bà La Môn trả lời cộc cằn. "Khi đi thăm họ, ông có mang quà theo không?" "Dĩ nhiên là tôi có chứ." vị Bà La Môn gầm lên. "Nhưng nếu họ không nhận quà của ông thì làm sao?" Đức Phật hỏi, "Ông sẽ làm gì với món quà?" "Thì tôi sẽ mang nó về nhà." và chia sẻ với gia đình tôi người bà la môn trả lời vậy thì đức phật nói nay ông đã mang cho tôi một món quà của những lời sỉ nhục giận dữ tôi không muốn nhận chúng tôi xin trả lại cho ông hãy mang về nhà và chia sẻ với gia đình giá mà tôi có thể sống theo trí tuệ của những lời dạy này lúc tôi còn trẻ những người hành hương thường đến San Chi để tỏ lòng kính trọng các xá lợi và để được nhìn những chiếc cổng hoành tráng do vua Asoka xây dựng. Có bốn cái tất cả xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Mỗi cổng gồm có hai trụ đá cao hơn sáu mét với những thanh gỗ bắt chéo qua chúng. Những cảnh từ các chuyện tiền kiếp của Đức Phật được khắc lên các trụ cột. Những chữ khắc cùng với các bức tranh được viết bằng một loại ngôn ngữ cổ xưa tương tự như tiếng sanskrit và pali nhiều lần các đoàn hành hương đến viếng thăm cùng với người hướng dẫn viên để giải thích những lời khắc trên trụ cột cho họ khi không có người hướng dẫn thì các vị khách yêu cầu tôi giải thích lúc đầu tôi chỉ bảo với họ là tôi không biết rồi bỏ đi nhưng dần dần sự thiếu hiểu biết này làm tôi xấu hổ. Tôi nhận thấy rằng dù gì, khi Đại đức Panatisa vắng mặt, tôi là vị sư duy nhất ở đó. Tôi thật sự phải có khả năng để trả lời các câu hỏi về nơi chốn này. Vì thế tôi yêu cầu một trong những người hướng dẫn viên ở địa phương dạy tôi về ý nghĩa của những cột trụ này. Anh ta vui vẻ nhận lời và sau đó Tôi có thể giải thích giúp các khách giảng lai like về những hình ảnh này. Dần dần, tôi viết một cuốn sổ tay hướng dẫn khách đến San Chi, bao gồm cả việc giải thích các trụ cột và những hình ảnh trên đó. Ví dụ, một cảnh diễn tả lại lúc Đức Phật đáng sinh với Hoàng hậu Mahamaya, mẹ của ngài đang lâm bồn dưới một cây sala la trong rừng với những người hầu của bà dây quanh dùng màn che chắn cho bà và chư thiên tưới nước để tắm cho đứa bé một cảnh khác lại tả lúc đức phật giác ngộ cũng xảy ra dưới một gốc cây khi thái tử siddhartha gotama ngồi tĩnh lặng dưới cây bồ đề hàng chục ngạ quỷ biểu tượng cho những uế nhiễm của tâm đe dọa ngài bằng gươm dao cung và tên ở một cảnh khác đức phật trở về từ cõi trời sau khi đã giảng pháp cho mẹ của ngài đã tịch bảy ngày sau khi sinh ra ngài lại một cảnh khác diễn tả một con khỉ và hai con voi làm lễ trước đức phật khi người đang ở parisia vào mùa mưa đó là sau khi đức phật không thể dàn xếp được một cuộc tranh cãi giữa hai nhóm tăng sĩ Đức Phật vào rừng ở Parilaya sống một mình trong mùa mưa đó. Theo truyền thuyết, khỉ đã mang đến cho ngài mật ong để ăn mỗi ngày và các chú voi đun nóng nước trên lửa để ngài tắm. Tất cả các cảnh khắc trên trụ cột dĩ nhiên đã làm phát khởi lòng tin rộng lớn nơi những người hành hương đến đây để chiêm ngưỡng chúng. Vào tháng 4 năm 1956, chúng tôi bắt đầu lên chương trình cho lễ Phật đảng ở Sanchi sẽ cử hành trong tháng 5. Chúng tôi quyết định mời Thủ tướng Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, Đại Đức, Panatisa và tôi đi Delhi để tận tay trao giấy mời. Dù đã có hẹn qua thư khi chúng tôi đến văn phòng của Ngài Nehru, nơi này đầy các vị chức trách nước ngoài kể cả các đại sứ từ những nước Á châu. Là người lãnh đạo chính trị, nhưng Nehru có vẻ mặt rất thanh tịnh và cử chỉ khoan thai. Ông cao trung bình, tóc bạc và ăn vận theo truyền thống Ấn Độ, quần trắng, áo dài tay rộng rãi với đôi dép dây đơn giản. Nehru chào đón chúng tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ thân thiện dù ông đang dở chừng trong một buổi họp dài với các vị khách chức phận, ông cũng đưa Đại Đức Panatisa và tôi vào văn phòng của ông. Cả ba chúng tôi trao đổi khoảng 20 phút. Nehru nói rằng ông xin lỗi, nhưng ông không thể dự lễ vì nó trùng với một hội nghị chính trị sắp diễn ra ở Indonesia. Vị thủ tướng nói tiếng Ấn Độ trôi chảy nhuần nhuyễn, Tôi phải giúp giả dịch những lời ông nói sang tiếng Sinhala cho đại đức Panatisa. Cuối cùng, ông Nehru chúc chúng tôi những điều tốt đẹp nhất và đứng dậy để báo hiệu chấm dứt cuộc gặp gỡ. Ông đứng chụp hình với chúng tôi rồi cúi chào từ giả hai tay chắp vào nhau. Bên cạnh lần gặp gỡ ngắn ngủi đó với thủ tướng Nehru, tôi còn may mắn được gặp những người nổi tiếng khác nữa. Vào tháng 11 năm 1956, vua xứ Nepal có chương trình đến giếng San-chi. Tôi muốn trang hoàng lại chùa để đón tiếp ông, nên tôi quyết định treo vài cây cờ Phật giáo và những đường sọc màu sắc mà người ta cho rằng đó là để biểu hiện hào quang đã phát ra sau khi Đức Phật giác ngộ. Một giải thích khác nữa là cây cờ biểu hiện cho thân của Đức Phật, màu trắng biểu tượng cho xương và răng của ngài đỏ cho máu vàng cho mật xanh cho tóc và vàng cam cho da của ngài tôi trèo lên các vách đá dọc theo tường rào chùa để cột sợi dây treo cờ khi tôi kéo siết sợi dây nó bị đứt khiến tôi mất thăng bằng té ngửa ra tôi té trên mặt đất đầy đá và bị gãy cổ tay khi nhà vua xứ Nepal đến, tôi ở trong bệnh viện, ông nghe kể về sự rủi ro của tôi nên đã đến bệnh viện thăm tôi. Không kể các vị vua và thủ tướng, cuối năm 1956, chúng tôi lại có một vị khách nổi tiếng cách khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều trùng hợp là ông đến viếng thăm nhằm vào ngày sinh nhật của tôi và tôi lại là vị thầy duy nhất có mặt ở đó để đón tiếp ngài. Lúc đó Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ mới 19 tuổi, trẻ hơn tôi nhưng đã là người cầm quyền của hoàng tộc ở Himalaya mà gần đây đã bị Trung Quốc chiếm. Tôi không ngờ ông là một nhân vật lỗi lạc đến thế. Ông đến San Chi không báo trước, không có lính hay người theo bảo vệ quanh ông như bây giờ tuy nhiên có vài vị sư đi theo trong đoàn. Họ rất cung kính đối với ông, coi sóc không để y áo của ông dính bụi và đưa ông đi đến nơi nào ông cần. Khi ông cởi giày để bước vào chùa, họ cũng giúp ông, rồi họ đặt các sâu chuỗi của mình vào bên trong đôi giày trống của ông như một hành động tỏ lòng cung kính. Đức đạt lai lạt ma có khuôn mặt trầm lặng nhưng thường nở những nụ cười rạng rỡ ông đeo kiến có gọng bằng kẽm nhỏ và rất đẹp người da mặt mịn màng khiến ông nhìn còn trẻ hơn tuổi ông khẽ chào tôi hai tay chắp lại và nói bằng tiếng anh đây là một nơi rất yên tĩnh đẹp đẽ khá mát mẻ sư ở đây có dễ chịu không? Dạ có. Tôi trả lời ông, cũng vái chào đáp lại. Con rất dễ chịu, và con vui mừng đón tiếp ngài ở nơi thiên liêng này. Ông tỏ ra là người rất khiêm cung. Chúng tôi cùng đi bên nhau đến chánh điện. Khi bất ngờ, chúng tôi được tin thống đốc của bang Bopan và tổng thư ký của hội mahabodhi cũng đến. Sau này tôi được biết họ đã được báo trước về chuyến viếng thăm Sam tri của đức đạt la lạt ma và ý muốn được viếng thăm các xá lợi phật của ông. họ biết rằng họ phải mang bộ chìa khóa của họ đến để chúng tôi có thể mở các ngăn tủ đựng xá lợi trong căn phòng tối ở phía dưới chánh điện sau khi người thị giả trải một miếng vải trắng sạch trên sàn nhà trước tượng Phật, Đức Đạt Lai Lạc Ma đảnh lễ ba lần, đầu chạm trên miếng vải, rồi ông đặt hoa lên bàn thờ, đốt ba cây nhang và ba cây đèn cầy. Sau đó tất cả chúng tôi đi xuống lầu, đến phòng đựng các xá lợi và mở các ngăn tủ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn thấy các xá lợi thiên liêng này, ông lại đánh lễ ba lần. Rồi ông trao cho tôi một món quà tặng chùa, một cây đèn dầu bằng vàng cao khoảng 25cm. Chúng tôi đặt cây đèn vàng trong căn phòng dưới hầm cùng với các xá lợi. Ba năm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma và một ít tùy tùng cởi ngựa băng qua núi để chạy trốn sự chiếm đóng của người trung quốc ở tibet ông sống lưu vong ở phía bắc ấn độ và câu chuyện buồn về tibet bắt đầu được lan truyền khắp thế giới nhưng dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra được điều này khi ông và tôi đứng cạnh bên nhau ở sanchi cạnh bên nhau ở San Chi, cạnh bên nhau ở San Chi.